Đây là cái tông đơ giá rẻ mà khoảng một năm trước mình có video sửa nó ấy. Vẫn dùng được đến bây giờ nhưng mà pin nó quá là kém rồi, nên hôm nay mình sẽ độ lại pin cho nó anh em nhé. Độ mấy cái rẻ rẻ này thì nhiều ông kiểu mẹ cái này có vài chục đến trăm nghìn, mày độ làm gì cho mất công, mua cái mới cho nhanh. Mà giả sử mình mua cái mới thì sẽ không có video. Mà không có video các ông lại bảo ô cái thằng này dạo này toàn thấy review đéo thấy độ chế đâu. Đọc bình luận gặp những cái trường hợp này rất là nhiều luôn. Thôi kệ mẹ, mình thích mình làm rồi. Con này nó sử dụng hai cái viên pin Niken bé bé này thì nó kém là phải anh em ạ. Hôm nay mình sẽ bỏ hết cái phần mạch này của nó đi, giữ lại mỗi cái motor với cái cấu chuyển động thôi. Mấy cái đồ rẻ tiền nhìn bên trong chán thật anh em ạ. Mình sẽ độ cho nó bằng cell 18650 và sẽ sử dụng thêm một cái mạch sạc pin 1S này. Cell pin này nó rất là to và dài so với cái pin cũ nên là mình sẽ phải đục khoét cái nhựa này sao cho gắn vừa nhé. Hy vọng là nó sẽ vừa anh em ạ. Do là mình bỏ cái mạch kia đi nên mình sẽ chế cho nó cái công tắc khác vào. Mình sẽ khoét lỗ để gắn vừa cái công tắc vào vị trí này nhé. Có cái công tắc nhỏ hơn một tí thì sẽ đẹp hơn anh em ạ. Nhưng mà thôi dùng cái này cũng được. Bây giờ mình sẽ kết nối dây thôi. Cực dương của pin thì sẽ nối tiếp qua chiếc công tắc rồi vào dương của motor. Còn âm pin nối trực tiếp vào âm của motor luôn. Mọi người nên cho nó qua một cái mạch bảo vệ nhé. Để khi pin tụt áp quá thấp thì nó sẽ ngắt. Nếu mà xả cạn pin thì nó sẽ không tốt. Biết vậy nhưng mà mình vẫn không sử dụng anh em ạ. Anh em làm thì nên sử dụng nhé. Mình bọc cái đầu pin lại cho nó cách điện. Sau đó là mình sẽ nhét vào trong và gá cái cell pin vào. Đấy, cái phần mạch thì mình bỏ đi, cái cổng sạc zin cũng bỏ nốt. Và mình sẽ đục khoét cái phần nắp nhựa này để mình gắn vừa cái mạch này nhá. Thực ra cái mạch này cũng có chức năng bảo vệ cả đường xá ấy, nhưng mà mình sợ nó yếu quá, nó không tải được cái motor đấy nên là mình không dùng thôi. Mạch này mình chỉ sử dụng cái chức năng là sạc thôi nhá. Đó, mình sẽ kết nối dây vào mạch sạc thôi. Mạch sạc này sẽ nối trực tiếp vào cực dương và cực âm của. Kết nối đâu vào đấy rồi thì sẽ gắn keo cố định chắc chắn cell pin lại và sẽ lắp ráp hoàn thiện thôi em nhá. Cái này lắp vào thì cứ phải gọi là khít in khít luôn anh em ạ. Đục khoét nhựa khá nhiều mới được như này đấy. Đó, và những chi tiết này thì mình phải gắn đúng thì nó mới hoạt động ok được nhá. Cái cơ cấu chuyển động này thì anh em nên tra tí dầu cho nó trơn tru nhá. Và mình độ chế như này, những cái chân ốc là mình đã cắt hết đi rồi nên là bây giờ sử dụng keo thôi. Lát nữa cái phần mạch sạc mình gắn bằng keo nến nó hơi bất ổn bởi vì cái mạch này khi sạc nó hơi nóng. Và phần này do không có ốc nên mình sẽ dùng băng dính để mình quấn. Chế pin khỏe vào nghe cái tiếng nó khác bọt hẳn với lúc đầu anh em ạ. Và thời lượng pin thì chắc chắn là sẽ trâu hơn rất là nhiều.